Đi hòa tan. Khi hòa tan tinh thể này vào nước thì ta sẽ được dung dịch gì ạ? Al2SO43 lần. Đúng rồi. Lúc này cái nước kết tinh ở đây là nó không có. Đúng không? Bây giờ lấy 1 phần 10 dung dịch A. Áp dụng với BACN2 thì xảy ra phản ứng gì ạ? Al2SO43 lần cộng BaCl2. Ra BaSO4 cộng với AlCl3. Rồi, cân bằng phương trình. Cân bằng là 1332. Thôi về xem nhiều video vào nhé. À, vâng. Những cái dạng nào mà kiểu lơ tơ mơ ấy, xem nhiều vào cho nhớ. Rồi, hoặc là xem vở ghi được. Số mol này bằng bao nhiêu? Bằng 0,699 trên 233. Bằng 0,003 mol. Em tính như phương trình ra được số mol của Al2SO43 lần bằng 0,001 mol. Rồi xong. Ra số mol của Al2SO4 ban đầu là 0,001 nhân 10. Nhân 10. Nhân 10 bằng 0,01 mol. Làm gì tiếp đây ạ? Được. Tính khối lượng rồi ạ. Tính số mol này đặt trước đã. Số mol này so với số mol của An2SO4 ở đây thì sao? Có phải bằng không ạ? Có Đúng rồi. Bằng 0,01 mol. Vậy suy ra M lớn của cái này. Sẽ bằng. Bằng M nhỏ chia cho N nhỏ. M nhỏ đây có chưa? rồi ạ, N nhỏ sáu đây rồi. bảy Bằng 6,66 vâng ạ, trên 0,01. Sao 6 ga đúng, mo gam trên mol. Rồi, vậy suy ra cộng nó vào.
À, nó cô suy ra cái nước là nó sẽ bằng NH2O sẽ bằng 666. Không, bây giờ ta cộng vào để ra cái m lớn của nó chứ. M lớn của cái này này. Cái nhôm sunfat này là bao nhiêu? Cộng vào cho cô xem nào. Dạ là bằng 342. Thì em 342 lấy cái 666 trừ cộng với 342. 18 nước. Là 18L thì bằng 666 đúng không? Vâng ạ. Thì ra Suy N ra bằng bao nhiêu? 18N. N18 à? 18N18 vâng. N18. Vậy công thức của muối sẽ là Công thức của muối là Al2SO4 3 lần nhân với 18H2O. đó thì thôi. Bây giờ đến phần B. Tính nồng độ C phần trăm của dung dịch A, tức là dung dịch này. C phần trăm thì được tính như nào? À em là cô là m chất tan trên m dung dịch nhân Ừ. 100. Rồi bây giờ C phần trăm luôn đi. Bằng bao nhiêu? Là cô bằng 0,01. M chất tan là bao Nhân nhiêu? m chất tan. Chất tan là cái nào? Là cái A phần ứng với cô 0,01 gì đấy nhân với Không phải 3,42. 01 này đây đúng không? Rồi không phải Vâng. 01 nhân 342 rồi. Chia cho khối lượng dung dịch là bao nhiêu? Cho 90 mấy. Là chín mấy là nước chứ, 93 phẩy 94 là nước. À. Có cộng thêm cái này vào không? Có. Ừ, hòa tan là phải cộng vào chứ. 6,66 cộng 93,34. Nhân 100% bằng bao nhiêu? Bằng 3,42%. Rồi, xin cảm ơn bạn. Thôi.